Nhận định bóng đá Kitchi với Man City. 19 giờ ngày 24 tháng 7, Man City vừa có giải đấu không thành công trên đất Trung Quốc. Tại đó, sau khi đánh bại West Ham 4-1 thì họ đã để hụt cầm hòa 0-0 trước khi gục ngã trước đối thủ khó chịu này trên chấm 11m, qua đó để tuột chức vô địch Asia Trophy 2019 vào tay Hull. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Gặp Kitchi là trận giao hữu thứ 3 của Man City trong tour du đấu hè đến Viễn Đông. Ở hai trận vừa qua, nửa xanh thành Manchester thắng dễ West Ham 4-1, nhưng lại gục ngã trước Wolves sau loạt sút luân lưu 11m. Kết quả trên khiến thầy trò Pep Guardiola không thể rời dương cao cúp vô địch Premier League Asia Trophy như dự định. Do đã bị gục làm vé mặt tại Trung Quốc, nên Man City rất muốn giành một chiến thắng hoành tráng trước Kitchi để gỡ gạc lại thể diện. Với tương quan hiện tại, có lẽ chỉ số ít cổ động viên lạc quan bên phía Kitchi mới tin vào khả năng tạo ra bất ngờ từ phía thầy trò Glazunov. Thế nhưng, nếu ai đó cho rằng phần thắng theo châu Á sẽ thuộc về nhà vô địch xứ sương mù thì nên xem xét lại. Đúng là đặt lên bàn cân, Man City vượt trội Kitchi về mọi mặt. Nhưng cần biết rằng, đội bóng áo xanh bước vào tour du đấu hè 2019 trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột. Cụ thể, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Fernandinho và Ederson đều không có tên vì vừa tham dự Copa America 2019. Ngoài ra, Riyad Mahrez cũng chưa kết thúc kỳ nghỉ do CAN 2019 mới khép lại. Với lực lượng có nhiều xáo trộn, Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hệ thống tấn công, mà việc không thể xé lưới gục sau thời gian thi đấu chính thức là minh chứng. Thế nên, lời khuyên dành cho giới đầu tư là chọn Kitchi. Xin lưu ý, Man City thua theo châu Á 10 trên 15 trận vừa qua, tương đương 66,67%.